Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Cái video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ hộp số lùi 3 tiến một lùi. Cái dòng 3 tiến một lùi này là cái loại có tỷ số truyền nhanh hơn so với cái hộp 3 tiến một lùi hôm trước đã làm video. Hôm trước có làm video một cái loại 3 tiến một lùi nó tải trọng của nó là 3 tiến một lùi hôm trước là có cái cân nặng của nó là 25 kg, cái hộp số. Còn cái hộp số loại này là 17 kg. Tỷ số truyền của cái hộp số hôm trước giới thiệu cho các bạn là thì nó có tỷ số truyền số 1 là 1 trên 8, số 2 là 1 trên 12, số 3 là 1 trên 48 và số 4 là số lùi, số đảo chiều là 1 trên 57. Thì đấy là cái hộp số loại to hơn, loại 25 kg. Thì hôm nay giới thiệu đến các bạn cái loại hộp số này có 17 kg thôi và tỷ số truyền cũng 3 tiến một lùi. Và nó có một cái tỷ số truyền là như sau. Số 1 là tỷ lệ là 1 trên 4. Số 2 là 1 trên 7. Số 3 là 1 trên 11. Và số đảo chiều là 1 trên 16. Có nghĩa là nó giảm đi đấy. Tất cả tỷ số truyền là tỷ số giảm đi. Thì các bạn tùy theo cái mục đích sử dụng. Thì các bạn làm đặt hàng theo yêu cầu. Ở đây tất cả các hộp số này đều có côn đi hợp. Côn chính là cái buli đây. Đấy, cái buli này nó chính là một cái bộ côn ma sát. Thì khi các bạn kéo mở cái cần này thì nó sẽ ngắt và hợp chuyển động. Bốn số thì được đánh rãnh theo vị trí rãnh chữ H này. Đây nó ở trên cái cần này. R123 này. Đấy, số 1, số 2, số 3 và số lùi. Thì theo cái vị trí cần đấy. Bây giờ thì mình sẽ đo cho các bạn các cái kích thước của cái hộp số này. Thì kích thước này có cái chiều rộng tổng thể cả cái trục là 32 cm. Thân vỏ hộp số là chiều rộng là 12 cm. Chiều cao của nó là 16 đến 25 cm. Và chiều dài của cái hộp số này là 25 cm. Đấy. Cái trục này là trục 6 răng các bạn nhé. Trục này là trục 6 răng. Và nó có đường kính trục răng rãnh răng dương là 25 mm. Chiều dài trục là 7 cm. Đấy. Cái cần này là cần dài 40 cm. Đường kính bu ly thì là 15 cm. Đây. Đây là cái đường kính bu ly này. Đường kính bu ly là 15 cm. Đấy. Bu ly này có bản rãnh đôi. Rãnh đôi này là bản đai B, loại dây đai loại lớn. Đây là phía bên trong của cái hộp số này. Mình sẽ mở cái lắp đậy ra cho các bạn quan sát. Đây. Với cái dòng hộp số này ấy, thì nó có thể sức chịu tải của nó là 2 tấn trở lại. Là hoàn toàn có thể chịu được. Đấy, thì các bạn tùy theo các bạn mục đích sử dụng nó vào cái việc gì thì các bạn có thể mua nó. Mình chỉ cho các bạn thông số thôi. Thế còn mục đích sử dụng thì tùy các bạn. Thường thường thì những cái dòng này nó phù hợp với cái việc... chạy những cái đầu lổ. Đấy, các bạn có thể chế xe 4 bánh bằng cái hộp số này cũng được. Chỉ cần phần chế phần côn số hợp lý thì chế đầu lổ là bình thường. Những cái đầu lổ có cái khoảng 20
20 HP, 20 mã lực là có thể sử dụng được với những cái dòng như thế này. Thì nó cũng chỉ là cái ướm ướm của bên bán hàng thôi. Còn các cái phần ứng dụng thì khách hàng có thể tùy biến theo mục đích sử dụng. Đấy, hộp số thì cũng tương đối nhỏ gọn thôi. Đây là phần ly hợp các bạn nhé, nó có ly hợp nhé. Đấy, thì còn hai loại, ba loại hộp số khác thì bên mình sẽ để cái link video ở phía dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo ba cái loại còn lại. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cái việc bấm chuông đăng ký kênh và bấm chuông thì nó giúp cho các bạn dễ dàng quản lý những cái video các bạn đã xem của bên mình. Ngoài ra các bạn để theo dõi những cái sản phẩm khác dễ tìm kiếm thì các bạn có thể bấm vào tên kênh, vào phần danh sách phát, và các bạn từ danh sách phát ấy, các bạn có thể chọn xem theo cái mục, ví dụ như các bạn muốn xem bánh xe thì các bạn vào lựa chọn các cái bánh xe, vào xem hộp số thì các bạn vào cái danh mục hộp số, cầu hay ba bánh hay cái gì đấy, thì bên mình có phân loại ở đấy ra rồi, thì các bạn dễ dàng tìm kiếm hơn là tìm tổng thể. Thì video của mình nó có 400 video, rất là khó tìm kiếm, thì các bạn sẽ vào danh sách phát, các bạn tìm nó rất là dễ. Mọi giá thành sản phẩm của cái dòng hộp số này thì các bạn comment ở phía bên dưới hoặc gọi điện thoại thì bên mình sẽ báo giá theo từng thời điểm. Đây, hộp số thì bên mình có rất là nhiều loại. Đây, hộp số màu xanh này. Đấy, thì có nhiều cái thì bên mình chưa có đăng hết lên được. Thì các bạn có gì cần đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ. Đây là cái dòng hộp số này, là hộp số 2 tiến một lùi. Cũng tỷ số truyền là 12, 16 và 20. Đấy.